cô chú. Sáng sớm hai chị em dậy cùng nhau đánh răng nè. Ơi Hương à, ơi cha ơi giỏi quá. Lấy kem đánh răng cho Mi già hạ nha con ha, đánh từ trong ra ngoài nha con nha. Tối con ngủ có ngon không? Giỏi rồi, nói mẹ, mẹ sáng mai mẹ kêu con dậy thiệt sớm đi ăn chơi với Mi già nè mẹ. Mi già đánh all over, đánh hết luôn. Mình đánh răng là mình đừng có mơ, mình mơ là mình bị đánh dỗ phải không? Rồi ông bà cô chú ơi, đi qua đây là phải đem theo cái này nè ông bà cô chú nè. Đó, để xài nè. Là hả, tối hôm qua là ngọc sức serum rồi, ngọc sức kem ban đêm nè. Serum này được chiết xuất từ nhị hoa ngày Tây nè, dưỡng ẩm cho da rất là tốt. Rồi hả, căng bóng da, sáng da, à, đỡ nếp nhăn nữa. Da ai mà có thâm vô mụn để lại ha, nám nhẹ rồi nè chị ha. Kem dưỡng ban đêm thì hả, một cái loại kem rất là hả tốt cho da khô. Hai sản phẩm này của Pháp nè cả nhà. Nó xài đúng hai ngày ban đêm thôi, da mình rất là đã. Bốn hũ này. Đó, sáng nay là Ngọc xài ba hũ này trước. Serum móc sơn, trường trắng nâng tông, tối thì chỉ xài hai hũ này thôi. Rồi nhanh gọn lẹ là cái da siêu đã luôn cả nhà. Nói chung là ra mà chỉ cần đứng ở trong đây thôi là cả thấy tuyết ở ngoài đó cả nhà. Chị Nhi chị cũng không ra đó luôn. Nếu mà ra có tiếng bước chân rồi, tuyết giờ cũng đang rơi 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 nhẹ nhẹ thôi. Good morning Pablo. Good morning. Không biết luôn á. Con vô ngõ mẹ con ơi. Ôi bắp lồ kìa. Từ nào giờ chưa có đi ra ngoài cái hồ của chị Nhi. Chút nữa đi ra coi sao. Chay, giờ chuẩn bị ăn đi ăn sáng rồi xong đi trực tiếp á chay. Trời ơi. Mà con nhón nhón cái chân chứ con đừng ngồi lên bụng em con. Rồi nặng em con. Welcome home. Welcome home, JD. What's wrong, baby? So cozy. Okay, go wear your clothes. Bây giờ tự nhiên khóc, giờ lạnh quá khóc qua được đời không? Ủa sao đó lạnh rồi đi chơi đồ này kia còn nhỏ mình đi chơi đồ này kia giờ bày đặt cái giờ lạnh quá rồi. Hả? Mẹ coi coi. Giờ nó ghét mấy xì gành hay gì đâu ông bà cô chú ơi, nó bị xì gành lạnh quá rồi. Welcome home, đi gì chạy vô nhà. Chạy vô nhà lẹ lên. Ê ông bà cô chú ơi, chốn cũ còn đây mà người xưa thì đâu rồi. Đi đường này, không biết nhớ đường vô nhà không biết. Ha, thuyết phủ kính là quên đường vô nhà rồi. Đây hên, con người đã làm rồi cho cái trượt ở trên dòng sông rồi. Giờ lạnh, wow, lạnh, âm 15 độ C cũng vẫn còn. Để đi vô đây, vô nhà. À, đầu tiên á, thì cái căn nhà của Ngọc á, là cả nhà là có người ta ký hợp đồng, người ta mướn từ hôm bữa tới giờ. Thì người ta mới vừa dọn ra vào ngày hôm qua thôi. Vô đây! Thì người ta cái hợp đồng người ta vẫn còn tới tháng 4 lận. Thì bây giờ người ta sẽ kiếm người để thay thế người ta mướn. Hoặc là Ngọc sẽ vô đây nhà để Ngọc chụp hình. Rồi Ngọc kiếm có ai mướn được hay không để cho người ta đỡ cái tiền mướn nhà của người ta cả nhà. Đó! Ôi ôi cả nhà nhớ cái cảnh nó chạy từ ngoài chạy vô không? Ồ nhà kìa. Vô nhà đi. Chạy vô, đường này. Chạy vô đường nào? Đi đường đó hả? Ôi cha ơi. Đây. Cái bàn của Ngọc vẫn còn đây. Ngôi nhà của mình thì có. Are you okay? Đó, kinh nghiệm nó. Walked straight in and didn't pay any mind. Đây, đóng cửa lại. Nice comfortable temperature. Đây, Ngọc sẽ quay cho cả nhà xem cái Hello everybody. Cái căn nhà của mình ha. Okay, Daddy, can you record for me? Ngọc bấm 0.5 đi cho cả nhà coi cái căn nhà. Ừ, thì đây á là chắc là cái ghế của cái người mà người ta mướn cũ nè con nè. Hai cái ghế của người ta nè. Ôi, Daddy remember the clock. Cái đồng hồ của mình ngày xưa nè cả nhà. Still there. Still being a clock.
Rồi cái bàn này thì của mình từ nào giờ? Cái này hình như là cái này hình như của mình mà người ta they put a different like. Yeah, the one under the. Oh, that was over there underneath the tree. Oh, còn cái này là cái chỗ đựng giày dép nè. Ha. Rồi cái này là cái chỗ giặt đồ nè. Giặt đồ của mình nè, mà cái chỗ này bữa đó bị hư cái máy giặt á, cái mình mua lại cái nó không có cái cửa đóng ra đóng vô nên người ta làm ra cái màn nè. Chỗ này là chỗ này là ngày xưa là mình đứng ủ đồ đây nè. Cái chỗ pantry nè, chay ưa vô đây phá nè. Chay còn nhỏ ưa vô đây phá cái pantry nè. Not too fast, okay, daddy. Đây đây, vô. Vô phòng. Wow, giờ mà vô đây ở được luôn á chứ. Chay đi. Cái tủ đồ của chay ngày xưa nè chay. Cái tủ đồ chay ngày xưa nè. Mày ưa bỏ mấy đồ đó trong đây nè. Thế nè. Ngày xưa cái crib của con là nó nằm ngay chỗ này nè chơi nè. Đó. Rồi giờ muốn chạy ra chơi với No, it's in the back. Cái bịch ngoài đây nè. Rồi giờ muốn chạy ra chơi. Cái giường của Ngọc á thì cái giường là mình làm gì ta? What did we do with the frame? Somebody bought it, right? Có người mua rồi, còn cái tủ này nè, hả? Ngày xưa tủ đựng quần áo, tủ đựng đồ của mình đây nè. Cũng vẫn còn đây. Rồi, cái phòng này hình như không? Đúng rồi, người ta cũng có ở phòng này, có. Người ta dọn ra hết rồi. Ta thì lực. Hồi đó cái chỗ này á, bên đây á là đồ của Ngọc. Used to be my side. Yeah. Bên đây là của chồng Ngọc nè. Trời ơi. Cho nên là cái nhà này nó nhiều yêu thương, nó nhiều cảm xúc lắm cả nhà, nên là không bao giờ bán cái căn nhà này hết. Sau này là có già đồ này kia, hai vợ chồng qua để ở căn nhà này nhỏ. Ở mùa hè qua để ở, mùa đông đi về lại Florida. Không bao giờ bán được cái nhà này. Cái nhà này hiện tại là hồi bữa Ngọc có chia sẻ giá đó, là Ngọc đang cho mướn với cái giá là 1.600 một tháng. Là tùy thuộc theo, nhưng mà mấy cái nhà lân cận ta mà cho mướn cũng mắc lắm nha cả nhà. Nhưng mà nhà này là có hai phòng nè, cái này một cái phòng tắm. Đây, còn cái này là cái nguyên một cái nhà tắm của Ngọc là Ngọc sửa lại hết luôn với bộ, thấy không? Đồ mới hết trơn luôn á, hồi đó làm lại nè cả nhà. Remember we had all our cosmetics on the side there? Yeah. Dưỡng da, dưỡng đồ của mình ngày xưa là để ngay kệ mấy kệ này nè. Đó, chỗ đó chỗ này có để khăn nè, chay á, chay ngày xưa mày là mày bồng lên đây vậy nè chay. Đó, cái con đánh răng, cái con ngồi bữa nay con ngồi con bự quá, cái hết chỗ đánh răng rồi. Thì mày lấy nhất thì cá. Nay là ngồi bự quá, hết chỗ đánh răng rồi. Con này lì lắm, lạnh mà nó không chịu mặc áo. Đó. Chơi này đò. Rồi, để Ngọc quay cho cả nhà xem là cái bếp mà hồi bữa Ngọc nói với cả nhà là sửa lại đó cả nhà. Đây, cái bếp đây. Cái chú mà thường thường mà ấy nhà sửa nhà cho Ngọc là chú đó làm lại cho Ngọc á. Cái hồi đó ở đây là cái nền nền gạch á. Nền gỗ á, bây giờ làm thành chỗ này gạch luôn. Những cái drawer này cả nhà nè. Đó. Rồi mấy cái tủ nè. Michael Way của mình. Bếp lò nướng này của mình, người ta làm cái backsplash nè. Quá trời giờ quá trời tủ luôn. Ở đây có thêm cái cửa sổ ngày xưa đó cả nhà nhớ không? Hồi đó là cái stove của mình nó nằm ngay chỗ này nè, cái cửa sổ nấu ăn chỗ này. Rồi nó có một cái island ở chính giữa nữa nè, đó. Ngọc với ngồi chồng Ngọc làm lại hết luôn để cho thành cái bếp cho nó rộng thiệt rộng luôn, thì cái bếp bây giờ nó kéo rộng ra từ ngoài đây. Vô tới trong đây rồi ra tới đây nè, qua tới đây luôn. Ở đây cũng có chỗ để đựng đồ nữa nè. Bây giờ ngăn bếp quá đã luôn cả nhà ơi. Rồi tủ lạnh cũng tủ lạnh ngày xưa của mình đây nè. Ở trên đó cũng có chỗ đựng đồ. Trời ơi, ngày xưa phải mà bà mình ở mà mình có cái bếp này thì ngon biết mấy ha cả nhà ha. Thì cái chứ. Ở countertop nè. Đã đời luôn á. Chưa mà mình mà có ở đây quá ngon. Cái này, cái sinh này bây giờ nó cũng bự. Cả nhà nhớ ngày xưa cái sinh chỗ này nè. Nó nhỏ xíu mà nó đâu có nó cũ á. Chứ nó đâu có được như vậy đâu. Giờ ở chỗ này là có chỗ, thí dụ như mình đổ xà bông vô đây nè.
Đổ xà bông vô đây là mình có thể hả cái gì đó. Ủa sao tự nhiên nó mới vừa lên này giờ mình bỏ xuống lại nó không vô kìa. Đổ xà bông vô cái để đây cho nguyên cái này, cái mình để chén á, mình rửa chén xong cái mình úp chén lên cho đây cũng được. Mở nước không miếng này. Gì trời ơi, nhớ ngày xưa ở đây á, có cái một cái ghế ngồi này cả nhà nhớ không? Ở đây có cái bàn nhỏ nhỏ, cái nhìn ra ngoài đây, nhìn ra ngoài trời vào. Rồi ngoài trời đó bây giờ ra ngoài mà trượt băng trượt tuyết rồi này kia là ngon lành luôn. Rồi chở bé đi, chở đi. Giống y chang lúc còn nhỏ ông bà cô chú cũng vậy đó. Nằm xuống luôn đi Snow Angel, nằm xuống đi Snow Angel, chơi đi nè Snow Angel. Mama, what is he Susan. Susan không biết, có nhà không biết, chút nữa mình chơi xong đi rồi coi tìm. Con kéo xuống. Kéo xuống hả? Kéo xuống chi vậy? Con dùng cái tay này con đẩy lên rồi té. À, nó bị tuột. Được. Ơi. Bao tay bị tuột chứ ai bao giờ nó bao tay bị té đâu. Chay là chay bị té. Còn bao tay là bao tay bị tuột đấy chứ. Nằm xuống. Nằm xuống. Yeah. Rồi đi, ra ngoài kia, đi. Đi, ngồi dậy, nắm tay, nắm tay. Đau. Yeah. I like the crunch gia of đình it. Qua đây một cái là làm tan nát cái bãi này, tiết này luôn rồi nè. Mom, look at this. Oh, chay 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 nhớ cái xe đó không chay. Daddy remember the wagon. Đi, let's go. Nè, hai mẹ con lăn lê bò lết lại lên. Đi đường nào, muốn đi đường nào? Ủa? Cái nón đâu? Yeah. Cũng còn yêu thích tí thi như ngày nào hả bà cô chú hả? Sure. Let's take a picture together. 3, 2, 1. Không mà mình, không mà mình. Đã quá. Xây đi. Mẹ chọi con á. Mẹ chọi con á. Mẹ chọi con á. Chở mẹ đi, con chọi lại mẹ đi. Chọi lại mẹ đi, lẹ lên. Mạnh lên đây nè, nè nè, lấy đèn lên nè. Chọi đi. Mẹ đi. Chở đi. À trời. Nằm xuống đây chơi. I want to get the snow in here. Wait, wait, look at my snow. Wow, snow angel. Ba làm snow angel đẹp nè. Look at yours and mine together. Yours has this and đó, this. Cô đi kìa. Cô đi mà cô không mặc áo ấm không gì hết trơn kìa. Nè. Con dễ trái tim, con ghi chữ J cho mẹ coi coi, ghi J Sky Hoyer đi. Hoặc là ghi Hoyer Family đi. Ghi đi. Yeah. Ghi gì chữ gì bự chà bá vậy. Kiếm cái chỗ nào mà đó, ghi vậy xấu rồi thấy chưa. Bị trúng bước chân rồi đó. Kiếm chỗ khác đi. Hoyer. Family. Yeah. Look at that. Đó, nhìn kìa, đẹp chưa? Trời
Chỗ ghi chữ gì vậy? Hả? À? Ghi chữ gì ngược vậy? Ngược ngạo vậy? Chữ gì vậy? Hơi friendly. Nhìn nè. Đã chay, cái chỗ này là hồi đó là mẹ với con nhảy xuống bơi đây nè chay. Và cái chỗ đằng kia là cái bãi cát đó, con thường thường con bơi ngay chỗ đó luôn á. Chay. Cái đó gọi là cá sấu lên bờ á. Yeah. Cái đó gọi là cá sấu lên bờ. Yeah. Trời ơi, có cái mặt này, có cái mặt đó quét. Thuyền ké nha, thuyền ké. Khoái, khoái quá trời khoái vậy mà cô chú đã đời. Trời ơi. Look at this. Hay quá. Look at this. And let me faster. Cái mặt ơi. Wow, cái mặt đỏ quét luôn. Ủa chân cười. Hả? Thôi, chung chung một chút nữa vô. Not on this thing. Hả? Thấy không? Yeah. That was cool, huh? You want to make it again? Snow's not packing snow. But remember, we went out here, we gathered up all the snow. Đúng rồi, hồi đó mưa rồi tuyết xuống cái mình làm snowman đó con nhớ không? I can be, cái gì đó. Như cái bài hát đó. Ồ, ô, con mấy con chim trắng kìa. I will be a good fly. Thôi, ngồi đây hát bài đi. Ngồi xuống hát bài đi. Chị làm bài đi. Cái gì đó, cái bài gì đó. Do you want to build a snowman? Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, ba mà trúng ngay mặt mẹ hết rồi nè. Will you do that to me one time? Cái sao tại cái gió nó ngược á, nó dội thổi vô mặt mẹ hết trơn. Ok. Look at this. Quay. It's all over my. Quay đều. Go quay fast. Đều. Ôi trời. Rớt cái bao tay rồi. Thôi, khỏi bao tay luôn đi. Cứ nó lạnh quá. Cái bao tay nó còn lạnh hơn nữa. Đeo bao tay mẹ vô cho ấm chút xíu không? Dạ không. My other one. Bà cô chú ơi. Không muốn cho nó lãng mạn, muốn không cái này cho nó lãng mạn. Lại lên. Ôi, đi theo cái đường nứt là chút nữa tao cho rớt xuống dưới luôn á. Let me step on it. Cho con chạy rớt xuống dưới luôn đi. Bữa nay tính đi. Mà cuối cùng mà một ngày nó cũng hết trơn. Chắc ngày mai đi quá. Vậy là cũng đã rồi. Nhớ rồi đó, mẹ có cái xô màu đỏ mày đẩy con đi không chay? Trời con đi giờ quá xa rồi chay. Mày nhớ rồi đó, mẹ có cái xô màu đỏ mày đẩy con đi không? Yeah. Mày kéo. Can we go all the way over there? Can we go all the way over there? It's too far away. Boom. Wow. Súp là lạnh. Lạnh cái mặt á. Còn mấy cái chỗ mà mình mặc đồ rồi thì không lạnh. Lạnh chứ có ngay cái mặt thôi, cái lỗ tai mình cũng ấm rồi. Cái đồ dài cũng ấm. Chỉ còn lại cái mặt thôi, tại còn cái mặt đâu, nó đâu còn đâu. Cái gì vậy? I found a little one. Cái tai con lạnh không? Dạ không. Đi vào đây. This is where the fun begins. Lọt cái tẩm dưới giờ á.
hồi nãy nó đi vô á, đi vô nhà, nó đi lộn nhà, nó vô lộn nhà bên nhà của Hoa Trì đó. Nói mẹ mày biết sao con lộn không, cái cửa nhà giống nhau quá nên nhìn con lộn. Ơi về mà vô lộn nhà luôn không bà cô chú. Ôi, nguyên một màu trời trắng xóa ha cả nhà. Anh quay sao ạ? Anh đông bye bye à? Ôi, mấy bước chân nhỏ xíu dễ thương không bà cô chú. Mấy bước chân này chỉ dưới chày này, ướt chày này. Yeah. Chày con thử bỏ cái chân con coi, hình như nó có cái con rắn ở dưới á. Ủa, thấy chưa? Thấy không chày? Yeah. Nè. Ở dưới đôi giày nó có hình con rắn á, nên là để dưới con chân dưới con rắn luôn á chày. Yeah, hình như là ở dưới đôi giày, hình như dưới chiếc giày con chày có con rắn rồi ông bà cô chú ơi. Sao mà nó đi là có con rắn ở dưới đây nè. Rồi sao rồi, đưa lòng bằng chân coi coi, ngồi dậy coi coi. Hả? Không muốn. Không muốn thì vậy là dưới lòng bằng chân có con rắn rồi. Nguyên bộ hình con rắn luôn nè. Rồi dưới chân chay có con rắn. Đây coi coi, đây coi coi, thấy không? Dạ, hồi nãy là nó hơi con mệt, nó không muốn nguyên ngủ, muốn buồn ngủ, giờ chạy ra chạy mòng mòng. I know it. Ủa ra cái khúc sông này, Daddy remember around here we say 38 feet. Là chay, ba làm rớt cái điện thoại mẹ đây nè. Daddy, did you drop my phone? No, all the way over there. No, did you drop my phone? Oh, yeah. Ở cái video clip kỷ niệm luôn á. Năm sau mình năm sau đi qua đây lại không? Năm sau có tiết đi qua nữa không? Yeah. Ok. Mới vừa quay MV ca nhạc. Ngọc đứng ngồi đây nè, cái Ngọc nó chồng Ngọc quá cầm cái máy. Quay cho Ngọc hát cái bản ngày em yêu anh. Cả nhà mình nghe Ngọc về Ngọc làm lại cái bài đó xong rồi cả nhà mình coi thử nha, vui lắm. Đeo tay đâu có được đâu. Nên là hả? Có hai vợ chồng mà đâu có ai bấm nhạc giùm, mà đeo tay đâu bấm nhạc được, nên trời ơi cái tay Ngọc nó muốn chết rồi. Hồi nãy giờ ngồi nè, nó đứng ba mình ra ngoài kia, mình đứng mình quay nhạc hát, thấy nó ngồi trong đây, nó ngồi nó nhìn ra mình vậy nè, nó ngồi nhìn như mình nè. Rồi đó là thấy mình đứng hả, có gì con làm, con làm gì con, cái mặt con mặt lại mình nè. Mày đang đứng hát mà mày như thế, nhưng mặt như này nè, mày đứng mà mắc cười quá. Ồ cái nó lạnh mà đeo vô không nổi luôn á nha. Wow, it was good right daddy? Yeah, it was great. Yeah, I had a good time. Chồng món đưa đeo cái lần đầu tiên quay, anh đâu biết chụp hình quay phim gì đâu, anh quay cho Ngọc ở nhà coi chơi cho vui nha. Ôi ơi ngày em yêu anh phiên bản tiết. Ôi chơi nhớ cái bàn này, cái dây bàn mình đang không chơi. Các bạn cái ghế này mình ngồi mình ăn nhờ, nhớ không? Remember? I seen it. Yeah. Go kìa. Con không trời ơi con mình chơi không? Lấy cục chỏ nữa, đi lấy cục chỏ nữa kìa nè. Ơ. Ơ coi về nước áo nhà sườn áo hết trơn á. Hả? Thấy không? Rồi bỏ đầu. Ừ. Oh, watch out. She doesn't have a hood. Lấy cái búa, lấy cái đuôi hết là cả hẹp quá. Yeah, no. Lấy cái búa đập xuống. Hả? Lấy cái búa đập xuống không? Dạ. Dạ không? Dạ. Dạ bỏ anh đầu. Dạ ăn cái bỏ anh đầu cái. Bỏ anh đầu luôn nè. Ôi trời ơi, cái cục tiết này bự à. Cái cục tiết này bự á. Dạ không? Dạ bỏ anh đầu. Quýnh nào, quýnh nè. Đưa đất đây, đưa đất đây. Boom. Oh, she got her. Not her face. Oh my gosh, I said not at her face. Nếu mà đừng chọi vô mặt mẹ. Ngu quá vậy, sao chọi chọi vô mặt? Có không? Muốn chọi vô mặt mà nó chọi. À, con không muốn chọi mà nó chọi hả? À?
Ba khai lại chơi cho vui. Vui quá. Quá vui hả chị ha. Được không? Đen quá. Ok. Get her. Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Cái tiếc mà nó rời rời ra vậy đẹp mình ha. Cái tiếc mà nó đóng cục quá dơ kìa. Happy New Year. Đeo cái bào tay vô cái nó ấm liền. No, don't shovel it onto here because the guy spent a lot of time. Here, mommy. Mommy, here, clear that up. Michael. Hi, Michael. Wow, how are you? Good, how are you? You here? Good to see you. You lost some weight. Oh, yeah. Yeah. Yeah, I lost like 30 pounds. Hey. What's up, man? Yeah, look good. You feel like you lost. Yeah, man. December. You lost it all. Yeah, I lost a lot of weight. Good. What you been nice. Doing? Say hi. Chidi. How are you? Michael, tuần này ở, so you here until when? Tomorrow? Tomorrow I'm going to the Lions game. Wow, that looks so good. You even have the right ears. Look at you. Well, we just saw your mom and dad. Oh yeah. I'm going to the Lions game tomorrow. Okay. And then that's the Lions versus the Bucks, right? Yeah. Where are you sitting? Somewhere close. Section 100. So like right above like the right above like where they run out of the tunnel. Cool. Nice. Yeah, so it'll be fun. Mm. Well, we went last week too. Awesome. Teddy, where's your shoes? Yeah, look at the house. Yeah, what are you guys doing? Yeah, very good. Well, yeah, what are you doing with it? We're going to take a picture of it and relist it. Oh, relist it? Yeah. You see the kitchen? You haven't seen a remodel? No, it looks really nice. Yeah. You remember the old kitchen? Uh-huh. Rồi, ok, chào tạm biệt ngôi nhà thân yêu nha. Chào tạm biệt ngôi nhà thân yêu. Tới giờ phải đi về rồi. Một ngày chơi ở đây quá trời vui luôn. Hả chơi ha? Did you have a good time? Yeah. Yeah. Còn mỗi năm mà bên Michigan có tuyết con muốn qua không? Yeah. Chơi vui ha con ha, sáng giờ mẹ. Mẹ con chó hoặc con mèo. Hả? À, con đó con chó á. Rồi ok, đóng cửa lại. No. Con đi ra đường kia, Take off my pants? I think I should change my pants too. Yeah. Chen giống chay kìa, tự nhiên bây giờ mà mặc cái quần tiết này chi nữa. Đi chay ơi, trời ơi còn liếng tiết nữa, ai cho mặc cái quần đó mà đâu có được vô trong đó vậy. Rồi nói lạnh. Ôi ôi coi cái đèn của nhà bà Su kìa. Nãy mới lên nói chuyện với cô Su ở trên nhà chảnh với Cooper rồi cả nhà. Ôi ôi coi cái đèn ở chảnh tối kìa. Tối nó chiếu đẹp ghê không. Bye. Bye ngôi nhà thân yêu nha. Giận làm bộ té một cái nữa. Mệt. Quá mệt chứ làm bộ té rồi. Đi, để lên. Chị đi bộ hả? À. Yeah. Luyến tiếc á, còn luyến tiếc á. Muốn nữa thì ngày mai mày chở qua đây chơi tiếp, lẹ lên. Với Mia hả? Ừ. Ở nhà Mia cũng có tiếc chứ, phải bên nhà mình mới có tiếc đâu. Có gì con xuống nhà Mia, trời nhà Mia nhiều tiếc lắm. Đi. Lẹ lên. Không nhiều tiếc bên này. Nhiều lắm, con chưa thấy á. Con thấy rồi. Ở đằng sau sân nhà Mia nhiều tiếc lắm. Ủa, không nhiều tiếc bằng này gì nữa. Nó làm bộ té nữa đó. Không có, té thiệt. Rồi nằm luôn rồi vậy không làm bộ. Lại lên.
khoái gì mà khoái dữ rồi. Gì vậy? Bye Cooper. Đi con, đi 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 đi. Thôi được rồi. Đừng làm bộ nữa. Đã ha. Ừ, rồi đó, mùa đông thì có vậy vui thôi chứ gì đâu vui nữa. Michigan là gì, có gì không gì gì thiếu chứ con hả? Tiếc là không bao giờ thiếu. Đi 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 về 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 đó, nhà đang chờ đó, lẹ lên. Đi ăn xong cái về lẹ lên. Nói giỡn chứ tối nay là dì Nhi đi đi sinh nhật bạn dì Nhi rồi. Dì Nhi bây dì Nhi cuối tuần bận mấy cái tiệc nên mẹ thôi mẹ nói thôi chứ chị cứ đi đi đừng có lo cho em. Chị em mình muốn gặp sau cũng được, không sao hết trơn á. Nên là dì Nhi đi sinh nhật bạn dì Nhi. Con vô con đi tới cái nhà đằng kia kìa. Nên là bây giờ mình đi ăn đi con. Đi ăn xuống cái quán quán ăn mà hả mẹ. Go home nhà, có gì nhà, có nhà đâu go home. Như không. Tưởng gì nhà có mình nhà đó, giờ tới đây là dơ. Xuống đây là dơ tới rồi đó. Để mày lên xem mày edit video clip cho ông bà cô chú coi. Rồi thì bây giờ chơi cũng xong rồi cả nhà, bây giờ cũng 6 giờ mấy rồi, 6 giờ 40 rồi. Cả nhà xuống một cái quán rất là quen thuộc với mình là cái quán phở Detroit and Crab. Phải xuống đây để ăn cái món hủ tiếu Nam Giang, rất là ngon luôn. Cảm thấy rất là vui khi mà vừa mới vô quán cái mấy chị trong quán chỉ nói hello Ngọc, welcome home. Chào mừng về lại tới về nhà cả nhà, nên là cảm giác rất là ấm áp, rất là vui gặp lại mấy đứa em ở trong này nữa. Thì ăn xong cái mình sẽ đi về hết chơi ha. Ăn xong mình về nhà Mia hết chơi ha. Chơi ready về nhà chưa? Nghe nè. Ôi đã ghê không? Đó, cũng như cũ chồng Ngọc anh order cái crab ragoon ở chỗ này cả nhà. Đó, vô tiệm Việt Nam chứ cũng order crab ragoon cũng có phô mai cheese xuống này kia nọ. Ngon, still good. Vẫn còn ngon. Let me see the cheese. Đó trời phô mai luôn chấm với nước mắm. Ủa không phải nước mắm, cái đó là tương ớt chua ngọt. Cái đó là tương ớt chua ngọt chứ không phải nước mắm đâu. Ngon trời, bàn cái đó ngon kìa. Thử rồi, ăn thử rồi. Nó ăn là mấy cái giòn á, nó lấy mấy cái giòn nó ăn. Rồi người sẽ ra ngồi đi cho mẹ ngồi với coi, ngồi với ngồi trên đùi. Coi cái anh này nó bắt cá hả? Quá trời quá đất. Được mấy cái thôi, 3 cái. Một ngày hôm nay quá vui luôn. It was a great day today. Một ngày rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều niềm vui. Ngày đúng đỉnh luôn đó. Bởi vì mẹ với ba rồi ngồi về vừa qua, mẹ mẹ ba đâu có đi qua chơi tuyết vậy đâu. Nên là hả, đa số ra đây là phải đi ra ngoài đường để ra chơi tuyết chơi đồ này kia. Nên là mẹ với ba ở nhà, chứ còn ra cũng lạnh rồi vô đây ngồi nhà không. Không lẽ để ba mẹ qua đây rồi đi qua nhà chị Nhi ngồi bệnh đó. Ba Ngọc là Cali mà ba Ngọc rủ mà Ngọc cũng đi. Đó rồi bắt đầu vô quán Việt Nam mà order đồ Mỹ nè cả nhà. Vô đây không ăn, Ngọc hỏi ăn bò né rồi không? Order phin phai với lại gà rồi vậy đó. Kêu mặc áo vô không chịu, giờ ngồi nói lạnh. Đây nè, rồi vô, xỏ cái áo vô đi. Rồi mặc áo không chịu. Gà mới chiên làm ăn ngon ghê không? Còn cái tô của Ngọc nè. Chưa ủi. Trời ơi. Hủ tiếu Nam Giang. Tô bự bá nè cả nhà. Chán luôn. Ôi cái thời tiết này mà ăn vô tô hủ tiếu Nam Giang này thôi, nó có gì nữa. Bỏ chút giá vô. Cho ăn hủ tiếu với mẹ không? Cho miếng hủ tiếu vậy. Ăn miếng hủ tiếu vậy. Không được, con phải xỏ tay vô chứ còn không là nó tuột ra nữa. Đây, Daddy give me the bowl. So I can give JD some. No. Không ăn này hả? Are you sure? Uh-huh. Rồi, or just put it in the bowl anyway. Không, just in case. Có gà rồi, có gà. She already had the chicken. Okay. Cái gà thôi cho nhịn đói đi. Mình mẹ ăn thôi. Mẹ là chùm tham ăn mà. Shrimp bar. This spot? No. Hủ tiếu Nam Giang. Oh, hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu Nam. Hủ tiếu Nam Vang. Nang Vang. Yeah, it's really difficult, huh? Yes. That's me.
Mời cả nhà của mình nha. Ở đây là hủ tiếu này là Ngọc chấm là ngon nhất luôn á. Bên Florida Ngọc thì có cháo lòng ngon, đúng món đó. Còn đây là có cái này, chỗ này hay thấy có bán nhiều lắm, nhiều trong menu lắm, mà thôi qua đây lâu lâu mới có lần. Ở đây bánh canh ăn cũng ngon, cơm sườn bên đây ăn mẹ đi ba không thích nữa nè. Nói chung là mày nhiều món ngon. Ngon. Nước hủ tiếu ngon á. Tim nè, rồi là thịt thịt nè, tôm nè. Oh, so good. It's really good. Cảm ơn nha. Dạ được rồi, cảm ơn nha. Vô đây thật sự muốn ăn nhiều món lắm á, mà đi có hai đứa mình nè, muốn ăn lại hả hàu nướng hay là sò rồi này kia nọ. Tình giá vô. Ok. Hầu nặng chanh vô nữa chứ. Chanh vô. Đó. Tôm bự ha cả nhà ha. Ồ có hai con tôm lận hả, cho hai con tôm lận. Hai con tôm bự chà bá. Rồi bây giờ Ngọc về tới nhà rồi cả nhà ơi. Chị Nhi với lại gia đình chị Nhi thì đi ăn sinh nhật rồi. Về tới nhà cũng 8 mấy tối rồi. Giờ hành trình 11 ngày hôm nay của gia đình tới đây sẽ kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip và hành trình của gia đình. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha. Bye bye.